Qua drama gia đình của cậu Linh, qua lời kể thật 100% của cô Mỹ Linh, em gái của cô Tài Linh. Trong một lần cậu Linh sang Mỹ làm live show Người Đưa Đò này, cậu Linh tâm sự cùng cô Mỹ Linh như sau. Đáng lý ra trong live show kỳ này là có mời cô Tài Linh tham gia vở diễn cùng cậu Linh, nhưng vì cô Tài Linh bận việc gia đình với lại sức khỏe của cô Tài Linh không cho phép, cô Tài Linh đứng ở sân khấu nữa, nên cậu Linh không dám mời cô Tài Linh tham gia cùng cậu Linh trong live show Người Đưa Đò này. Thì trong buổi trò chuyện đó, cậu Linh một lần nữa lại kể về câu chuyện của cô Nhung và chị Hồng Loan như sau. Lúc đó cậu Linh đi tập tuồng ở sân khấu để tới thứ bảy diễn cho khán giả xem, thì ở nhà cô Nhung không biết sao đó mới là bị mất chiếc vòng bằng vàng, hay là đi chơi đánh bài rồi cầm đồ luôn hay sao thì cậu Linh không biết. Khi cậu Linh về đến nhà là chưa thấy hình là đã nghe thấy tiếng. Cậu Linh mở cửa nhà và đi lên phòng của chị Loan. Cậu Linh mới bước vào phòng của chị Loan xem cô Nhung đang làm gì trong phòng của chị Loan mà sao la mắng chị Loan nhiều đến vậy. Thì cô Nhung mới nói nuôi ong tay áo, nuôi khỉ vào nhà. Cậu Linh cũng chưa hiểu chuyện gì, cậu Linh mới hỏi cô bảo mẫu chăm sóc cho chị Loan là có chuyện gì, tại sao cô Nhung lại la mắng chị Loan. Thì cô bảo mẫu cho biết là cô Nhung mất chiếc vòng bằng vàng mà tìm hoài không thấy và đổ lỗi cho chị Loan là ăn cắp chiếc vòng đó. Cậu Linh mới nói được rồi, cho cậu Linh gặp luôn Trái Phượng, biểu qua phòng cậu Linh có chuyện. Cậu Linh mới nói cô Nhung đừng có trách mắng chị Loan nữa, để cậu Linh giải quyết cho. Sau khi cô bảo mẫu dẫn Trái Phượng vào phòng gặp cậu Linh xong, cậu Linh mới nói với cô bảo mẫu của chị Loan là cầm cây roi lại đây. Bây giờ chị Loan và Trái Phượng là phải chịu 60 roi. Nếu như chị Loan vượt qua 60 roi đó, xem như chị Loan không lấy cắp chiếc vòng vàng của cô Nhung. Và riêng Trái Phượng cũng vậy, nếu vượt qua được thì xem như Trái Phượng không có ăn cắp. Còn nếu như Trái Phượng không vượt qua được thì Trái Phượng là ăn cắp chiếc vòng vàng của cô Nhung. Và khi đánh không ai được bên và cấm khóc khi chịu roi này. Và khi cậu Linh cầm roi đánh chị Loan trước, nước mắt của cậu Linh chảy ra vì thấy thương chị Loan khi thấy cảnh chị Loan nằm xuống đánh từng roi này. Chị Loan rất đau nhưng phải cố gắng vượt qua 60 roi này. Chị Loan muốn khóc vì đau nhưng sợ cậu Linh sẽ phạt roi lại từ đầu. Nhưng vết thương của roi quá đau và chị Loan phải chảy giọt nước mắt. Và những giọt nước mắt đó là sự minh chứng cho chị Loan không bao giờ lấy cắp. Khi chị Loan nhận được 60 roi xong, cậu Linh bắt chị Loan quỳ xuống và đến lượt Trái Phượng bị phạt 60 roi này. Nhưng đến roi số 40 thì Trái Phượng mới nói cái gì là thôi cậu Linh đừng đánh nữa. Cô Nhung bán chiếc vòng bằng vàng đó để trả nợ mà đổ oan cho chị Loan lấy cắp để cậu Linh đuổi chị Loan ra khỏi nhà vì cho đó là con nuôi của cậu Linh. Thế là cậu Linh trong lúc tức giận lại bắt Trái Phượng đánh đúng 60 roi này. Mặc tình cho Trái Phượng cầu xin cậu Linh đừng đánh vì quá đau, nhưng cậu Linh vẫn làm ngơ. Và sau khi đánh đòn xong Trái Phượng, cậu Linh tát cô Nhung và bẻ gãy cây roi. Tối đến cậu Linh đi diễn, chị Loan ở nhà học bài, gần 12 giờ đêm, cậu Linh mới về đến nhà. Cô Nhung làm như thương chị Loan lắm đó đa, để mà qua bên phòng của chị Loan chăm sóc cho chị Loan. Nhưng cậu Linh không cho cô Nhung vào phòng của chị Loan. Lúc này chị Loan mở trong tủ lấy con búp bê mà cậu Linh mua cho chị Loan. Và chị Loan nói rằng ước gì chị Loan có mẹ, ước gì chị Loan không bị mắng, không còn bị đòn roi nữa. Vết thương ngọn roi rất là đau. Cậu Linh bước xuống nhà và khóc. Sau đó cậu Linh lại đi lên phòng của cậu Linh. Cậu Linh tắm rửa xong thì cô bảo mẫu chăm sóc cho chị Loan mới nói là chị Loan đang bị nóng sốt. Cậu Linh lập tức vào phòng của chị Loan thì quả đúng thật là chị Loan đang nóng sốt và luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Và trong lúc đó chị Loan gọi tên của cậu Linh và nhớ về mẹ. Cậu Linh bế chị Loan đi bệnh viện. Khi bác sĩ cho biết là không biết ai đã dùng tay đập đầu chị Loan xuống nền gạch nên đã làm cho chị Loan tổn thương vùng đầu và vết thương ngọn roi không thể kể cho bằng hết, cậu Linh mới hỏi bác sĩ, thì bác sĩ chỉ nói rằng đánh dạy con trẻ mà như thời Trung Cổ, mà lúc đó chị Loan mới tròn 15 tuổi mà thôi. Cậu Linh chăm sóc cho chị Loan, nhưng khi ăn cháo thì chị Loan cho ra bằng hết và chảy máu cam. Cậu Linh sợ quá nên cứ cho chị Loan uống sữa, nhưng cậu Linh biết rằng sữa đâu có sức bằng ăn cháo. Nhìn thấy chị Loan như vậy, ai mà không sót. Sau khi chị Loan xuất viện là cậu Linh đi lưu diễn. Để đảm bảo tuyệt đối cho chị Loan không bị cô Nhung đánh và hành hạ nữa là cậu Linh phải gửi chị Loan cho cô bạn học chung cậu Linh. Sau khi gửi cho cô bạn đó xong, cậu Linh đi diễn gần 3 tháng trời xa chị Loan là cậu Linh không ngày nào mà cậu Linh không nhớ về chị Loan. Nhưng cô bạn của cậu Linh đi Mỹ nên phải gửi chị Loan ở lại trong chùa. Và cậu Linh đi diễn về hay tin chị Loan được gửi trong chùa là cậu Linh lập tức đón chị Loan về. Sợ có ai đó bắt mất chị Loan để làm con nuôi này.
Khi cậu Linh gặp được chị Loan trong chùa, cậu Linh mừng muốn khóc và có một lần cậu Linh tập xe Honda cho chị Loan. Và khi đi xe Honda, mỗi lần chị Loan bị té xe là bị trầy xước là cậu Linh phải lo lắng cho chị Loan rất là nhiều. Chăm sóc cho chị Loan cũng có một mình cậu Linh. Kể chuyện tâm sự của cậu Linh cũng có mình chị Loan. Chị Loan có chuyện buồn, chuyện vui gì cũng có cậu Linh bên cạnh.